Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình iGroup The Rent. Để tham gia giá hôm nay, quản lý phần link mô tả mình Matram ra bấm nút start chatbot nha các bạn. Thì mình sẽ nhận được một token có ký hiệu là RRNHB, một token này khoảng 20 đô. Mình get mượn token các bạn. Rồi bấm continue các bạn. Chương trình iGroup này nó sẽ phân phối vào ngày 12 tháng 4 năm 2021 các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên của bạn join lên group Kinsella nè các bạn. Bạn join vào nhóm chat đó nè. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Chương trình iGroup này mới ra mà có mình chưa biết là sự nào nữa ta. Rồi bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi tiếp tục con skip in seller bạn follow các bạn. Phong phối vào ngày 12 tháng 4 các bạn. Rồi tiếp tục thì tôi Twitter bạn follow like và tôi quýt này các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Mình thấy có nhiều người, rất là đông người tham gia dự án này nên mình làm luôn các bạn. Thì các bạn like nè các bạn. Các bạn tweet là bài viết đã game các bạn. Các bạn like vài bài nha các bạn. Thôi các bạn like một bài cũng được các bạn. Rồi bạn mới đắp lên các bạn. Rồi các bạn bấm nhận lúc submit đi tên nè các bạn. Tiếp tục hoặc có join kênh group kênh seller không thì các bạn bấm don nha các bạn. Tiếp tục bạn gỡ blue file username tại Twitter của mình nha các bạn. Thì tại Twitter mình đã để trên Zalo lấy cho nó mau nha các bạn. Bạn vào cho mở tại Twitter mình ra vào trang cá nhân vào bài và trên cùng các bạn chia sẻ các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Giờ mình thông báo các bạn, mình có một kênh video YouTube làm đồng tiền ảo Bitcoin đó các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình. Sau này kênh chính mình có cập nhật thì mình sẽ tiếp tục chặt gì mình sẽ cập nhật thông tin phụ cho tất cả anh em sau nha. Rồi các bạn mở Telegram mình ra các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ EC20 YouTube Wallet, MySell Wallet, các bạn copy địa chỉ ETH các bạn. Chạy trên nền tảng ETH mình giá gas như gì chắc hy vọng không có về các bạn, nhưng các bạn cố gắng làm đi bạn. Mai chịu giá gas nó sụt thì tôi cần phân phối sao các bạn. Và nó có cập nhật thông tin gì mình rồi bạn sao chép ETH các bạn. Để các bạn không làm mai chịu nó phân phối thì rất là tiếc các bạn. Các bạn bỏ đôi chút ít thời gian ra cũng đâu có cứ như là mình tìm hiểu dự án các bạn. Rồi các bạn muốn sao tiếp để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 10 token nha các bạn. Các bạn lấy tiền ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm được token nha các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Chào. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào những video lấy tiếp theo từ mình nha.